Lúc bấy giờ, Tử Quang Quân Vương cơn giận chưa tan, thấy Tiên Thiên Đế Quân giao việc này cho Trung Nhạc xử lý thì vội vàng nói: "Đế Quân, ta hoài nghi việc này là có gian trá. Dịch Tặc chỉ dựa vào mấy câu nói đã thuyết phục được dã man nhân tộc đầu hàng, chuyện này vô cùng cổ quái." Trung Nhạc cười lại một tiếng nói: "Tử Quang tiểu nhi, bản lĩnh của ngươi không bằng ta, chuyện ngươi không thể làm được, ta lại làm được. Ngươi ghen tị tài năng của ta, lo lắng bị ta thay thế địa vị, cho nên mới nói lời giảm pha hãm hại ta." "Dịch Tặc dám làm xấu danh dự của ta sao?" Tử Quang Quân Vương nâng kiếm chém về phía hắn. Tiên Thiên Đế Quân vội vàng ngăn cản, mỉm cười nói: "Dịch Quân, ngươi cũng bớt nói vài câu đi, ta lập tức viết ra chiếu thư để cho ngươi chiêu an dã man nhân tộc này." Trung Nhạc oán hận nói: "Tử Quang tiểu nhi khinh ta quá mức rồi, bệ hạ không thể tha thứ cho hắn được, mau áp hắn ra ngoại môn chém đầu, giải trừ mối hận trong lòng của ta." Tử Quang Quân Vương giận quá hóa cười, lên tiếng nói: "Có giỏi thì quang minh chính đại đối với ta một trận đi. Người có giỏi thì chờ ta 1000 năm, ta bóp chết người dễ như trở bàn tay thôi." Tiên Thiên Đế Quân đầu lớn như cái đấu, vội vàng tách hai người ra nói: "Tử Quang, ngươi làm quả thật cũng có chút không có phúc hậu rồi. Dịch Quân bất luận nói như thế nào cũng là có công. Vũ Đô Lang đã ám toán kiếp trước hắn, diệt tộc nhân hắn, hắn làm ra hành động này cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại hắn lại không tốn một binh một mã đã chiêu an được dã man nhân tộc rồi, quả thật là một công lớn. Nếu ngươi lại tính toán với Dịch Quân nữa, ta sẽ liền tức giận à." Tử Quang Quân Vương hừ lại một tiếng. Tiên Thiên Đế Quân lại quay sang nhìn Trung Nhạc, sắc mặt thoáng trầm xuống nói: "Mà Dịch Quân, ngươi mặc dù có công nhưng cũng là có tính toán nhỏ nhặt của chính mình. Ngươi vì báo thù cá nhân dẫn dụ Yển Sư Hy và Vũ Đô Lang tới, suýt chút nữa đã hại tính mạng của con trai ta. Tử Quang nói ngươi như vậy cũng không quá đáng đâu. Nếu ngươi đánh công lại Yển Sư Hy và Vũ Đô Lang, ngươi làm sao trở về bàn giao với ta đấy?" Trung Nhạc hạ thấp người nói: "Bệ hạ, đây đúng là sơ sót của ta." Tiên Thiên Đế Quân nói: "Hơn nữa lần này ngươi ra ngoài, con trai ta mang theo 100.000 hổ giao phiêu ký, đã hao tổn hơn 10.000 người, đây cũng là sơ sót của ngươi ư?" Mục Tô Ca vội vàng tiến lên khom người nói: "Phụ thân, trước khi đi tiên sinh đã sớm phân phó ta, bảo ta một người cũng không được mang theo, là như thần tự mình chủ trương cả, kiên quyết muốn dẫn theo hổ giao phiêu ký. Hơn nữa nếu không phải tiên sinh thúc chí đa mưu, sợ rằng hơn 70.000 hổ giao phiêu ký còn lại cũng không bảo hộ được. Chuyện này không thể trách tiên sinh, là như thần có tội." Tiên Thiên Đế Quân trầm giọng nói: "Người tự nhiên là có tội. Tiên sinh thân là quân sư, người không nghe lời quân sư nói, tổn binh hại tướng, tính người một tội. Bất quá tiên sinh thân là quân sư, hao tổn hơn 20.000 binh lực cũng là có tội. Nhưng Dịch Quân có công, công lớn hơn tội, trong lòng ta vẫn là biết rõ. Dịch Quân, ngươi và Tử Quang, một người là cánh tay trái, một người là bờ vai phải của ta, không được lại hồ nháo nữa đâu." Trung Nhạc và Tử Quang Quân Vương đều chắp tay không người xưng vâng. Mục Tô Ca mỉm cười nói: "Hai vị đều là tiên sinh, cộng sự cùng chiều, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, sao lại không bắt tay giảng hòa đi?" Tử Quang Quân Vương cười lạnh nói: "Ta sợ giơ tay ta." Trung Nhạc cũng lạnh nhạt nói: "Ta không muốn phải kiếm thần thủy rửa tay đâu." Mục Tô Ca và Tiên Thiên Đế Quân đều giờ khóc giờ cười. Tiên Thiên Đế Quân lập tức viết ra một bức chiếu thư, hạ chiếu truyền chỉ, chiêu an nhân tộc của vũ trụ cổ lão. Tất cả những sai lầm trước đây đều sẽ bỏ qua, để cho nhân tộc Tinh Hồng Bảo tiến vào Nhân Hoàng Điện của Tinh Vực Tử Vi, quy Trung Nhạc quản hạt. Tiên Thiên Đế Quân giao chiếu thư cho Trung Nhạc rồi lên tiếng nói: "Dịch Quân, hãy an bài thỏa đáng đi." Trung Nhạc nhận chiếu xưng vâng rồi lên tiếng: "Sứ giả của dã man nhân tộc còn đang ở bên ngoài, bệ hạ có cần tiếp kiến một chút hay không?" Tiên Thiên Đế Quân gật đầu, triệu Phù Lê vào, trách miễn một phen, ân uy kết hợp. Phù Lê nơm nớp lo sợ, hành xử như đi trên băng mỏng, không dám nói nhiều. Tiên Thiên Đế Quân lệnh cho hắn lui xuống rồi lên tiếng: "Cẩn thận phụ tá Dịch Quân, tương lai đại sự thành tựu, nhân tộc các ngươi cũng sẽ không thiếu chỗ tốt đâu." Phù Lê vâng vâng dạ dạ, không người lui xuống.
Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười nói: Dịch Quân, chuyện dã man nhân tộc quy hàng này còn cần ngươi vất vả một chút. Trong khoảng thời gian mười mấy năm các ngươi đi vũ trụ cổ lão này, tinh vực tử vi đã loạn không còn hình dáng gì nữa rồi. Chỉ có Thiên Đình và Tiên Thiên Cung ta cho tới bây giờ vẫn chưa loạn. Thiên Đế vì bảo toàn thực lực của chính mình cho nên không muốn xuất quân bình loạn. Kế sách này nhìn như là một kế sách hay, nhưng lại tổn hao uy đức. Vị trí chính thống này của hắn tuyệt đối là ngồi không vững nữa rồi. Trung Nhạc suy tư nói: Thiên Đế tất có chỗ dựa, bằng không sẽ không bình chân như vậy như vậy. Tiên Thiên Đế Quân vỗ tay tán thưởng: Thiên Đế quả thật là có chỗ dựa. Hơn 2 năm trước, mật thám Tiên Thiên Cung trong Thiên Đình đã do thám được quỷ sư Quỷ U Minh, đã đi vũ trụ cổ lão. Hắn hẳn là đi vũ trụ cổ lão bái kiến sư thúc ta rồi. Vị tiền bối này là tồn tại ngang hàng với ân sư của ta, cho nên ta phải gọi hắn một tiếng sư thúc kìa. Thực lực của hắn cực kỳ lợi hại, chỉ thua kém ân sư ta nửa phần mà thôi. Hắn là tà khí trong thiên địa sinh ra. Trong vũ trụ cổ lão có một chỗ địa phương tà ác, tụ tập những đại đạo tà ác nhất thế gian, gọi là Ách Cốc. Vị sư thúc này của ta chính là sinh ra ở nơi đấy. Hắn tại thời đại thượng cổ có một danh hào gọi là Tiên Thiên Tà Đế. Khóe mắt Trung Nhạc khẽ nhở lên: Ách Cốc ư, Tiên Thiên Tà Đế ư, là tồn tại đế cấp cùng một đối phận với tồn tại tà ác kia sao? Tồn tại tà ác cực kỳ cường đại, đã là hắn không cách nào tưởng tượng, không ngờ vẫn còn có tồn tại có thể ngang vai ngang vế với hắn. Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười nói: Người cũng không cần lo lắng tà đế đâu. Tà đế mặc dù cường hoành, nhưng tự có sự tồn ta đối phó được. Người cũng không cần quan tâm Đế Minh Thiên Đế. Đế Minh Thiên Đế đã có ta đối phó. Dịch Quân và Tử Quân, các ngươi cần phải làm chính là càn quét những thế lực khác, dẹp yên Thiên Đình. Trung Nhạc và Tử Quang Quân Vương cũng đều gật đầu xưng vâng. Tiên Thiên Đế Quân lại nói: Các ngươi đều là phụ tá đắc lực của ta. Dịch Quân chủ ngoại, Tử Quân chủ nội. Nội bất loạn, ngoại bình an. Sau này các ngươi cần phải dốc lòng hợp tác với nhau, không được lại đấu tới đấu lui nữa đâu. Trung Nhạc có chút trầm mặc, mỉm cười nói: Nếu hắn không trêu chọc tới ta, ta cũng sẽ không đấu với hắn. Tử Quang Quân Vương trầm mặc trong chốc lát nói: Sau này ta không tính toán với hắn là được. Tiên Thiên Đế Quân mở ra một quyển tinh đồ rồi lên tiếng: Vậy thì tốt. Dịch Quân, ngươi hãy xem, Chấn Thiên Quan này là tiền tuyến của Tiên Thiên Cung ta. Nếu Thiên Đình hoặc những thế lực khác muốn hạ thủ với Tiên Thiên Cung ta, tất nhiên là phải nhổ Chấn Thiên Quan trước. Chỗ này cực kỳ quan trọng. Hai vị ái khanh, các ngươi cảm thấy chấn thủ Chấn Thiên Quan cần bao nhiêu thần ma đây? Trung Nhạc quan sát quyển tinh đồ một hồi, chỉ thấy trên tinh đồ hiện ra rất nhiều địa hình của tinh vực tử vi, vô số thần tinh lấp lánh, trong đó có một đạo hư tuyến vẽ ra phạm vi thế lực của Tiên Thiên Cung. Trên tinh đồ thể hiện rõ ràng thế lực của Tiên Thiên Cung tổng cộng có 1.000 chủng tộc, 1.000 tòa thánh địa. Đại đa số các thánh địa đầu đuôi tương liên với nhau. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, Tiên Thiên Cung đã nhổ sạch các cứ điểm của Thiên Đình và những thế lực khác trong phạm vi thế lực của chính mình. Trung Nhạc biết rõ các đế tộc nghiêm phòng tử thủ đối với nhân tộc, cho nên phụ cận thánh địa nhân tộc có thánh địa của các tộc, thế lực vô cùng phức tạp. Mà hiện tại trên tinh đồ của Tiên Thiên Đế Quân đã nói rõ, trong khoảng thời gian này Tiên Thiên Đế Quân cũng không có nhàn rỗi, thời dịp thiên hạ đại loạn đã quét sạch thế lực của Thiên Đế và những đế tộc khác. Phạm vi thế lực của Tiên Thiên Cung có hình dáng như một con chim lớn dương cánh bay lượn, hai cánh duỗi về phía trước, mà Tiên Thiên Cung thì ở tại vị trí trái tim của con chim lớn, Chấn Thiên Quan thì nằm ngay ở chỗ mỏ chim. Vị trí của Chấn Thiên Quan cực kỳ quan trọng, không được sơ sót. Nơi này có thể tùy thời tùy lúc chi viện cho cặp cánh. Nếu địch nhân tới tấn công cặp cánh, căn bản là không đả thương được nguyên khí của Tiên Thiên Cung. Trái lại, Chấn Thiên Quan có thể xuất binh tới chi viện. Còn nếu có cường địch tới tấn công Chấn Thiên Quan, vậy chỗ cặp cánh sẽ có thể tới chi viện. Đây là trận hình đầu não tương liên. Hiển nhiên Tiên Thiên Đế Quân có ý muốn cho một người trong số hắn và Tử Quang Quân Vương đi chấn thủ nơi này. Lúc này Tử Quang Quân Vương cũng đang quan sát vị trí của Chấn Thiên Quan, khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Vị trí của Chấn Thiên Quan quá trọng yếu. Nếu như Thiên Đình hoặc là những đại thế lực khác khai chiến với Tiên Thiên Cung, đối thủ bất luận như thế nào cũng sẽ nhổ đi nơi này. Có thể tưởng tượng
sắp tới nơi này sẽ nghênh tiếp đại chiến thảm trọng tới mức nào. Tiên Thiên Đế Quân quay sang hỏi: Tử Quang, nếu là ngươi, ngươi cần bao nhiêu đại quân mới có thể bảo vệ được trấn thiên quan này? Càng nhiều càng tốt. Tử Quang Quân Vương trầm giọng nói: Ít nhất phải 5.000 vạn thần ma, ít hơn sẽ khó có thể bảo vệ được trấn thiên quan. Hơn nữa, đế quân còn phải phân phó 3 vị tồn tại cấp đế quân cho ta. Tiên Thiên Đế Quân bị dọa cho sợ hết hồn, nhíu mày một cái nói: Người đây chính là công phu sư tử ngoạm, yêu cầu quá nhiều rồi. Chứ dưới chúng ta quả thật là có đế quân, nhưng đều có chỗ trọng dụng. Hơn nữa, các lộ đại quân thần ma, chư hầu đều có chỗ khác cần sử dụng, không có khả năng cho ngươi nhiều như vậy. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi một tôn đế quân, 1.000 vạn đại quân thần ma mà thôi. Tiểu Quang Quân Vương lắc đầu nói: 5.000 vạn đại quân đã là ít nhất rồi. 5.000 vạn thần ma này hạ thần là dùng để thủ quan. Nếu muốn chi viện cho hai cánh, đế quân còn phải cấp thêm cho ta thêm 2.000 vạn thần ma, cộng thêm 2 vị tồn tại cấp đế quân nữa kìa. Quá nhiều rồi, kiên quyết không có khả năng. Tiên Thiên Đế Quân nhìn về phía Trung Nhạc lên tiếng hỏi: Dịch Quân, nếu là ngươi, ngươi cần bao nhiêu đại quân mới có thể thủ được nơi này? Nếu ngươi cũng đồng dạng với Tử Quang, cần nhiều cường giả như vậy, vẫn là không cần nói nữa. Trung Nhạc nhìn chằm chằm bức tinh đồ này, suy tư trong chốc lát, đột nhiên hít mạnh một hơi thật dài, trầm giọng nói: Đại quân thần ma cũng không phải là càng nhiều càng tốt. 100 vạn thần ma, 8.000 phục khí dưới chứng ta, cộng thêm dã man nhân tộc của vũ trụ cổ lão, đã đủ để bảo vệ trấn thiên quan rồi. Tiên Thiên Đế Quân thất thanh nói: 100 vạn thần ma ư, ngươi không lấy thêm nhiều một chút nữa sao? Tử Quang Quân Vương cũng nhíu chặt cặp mày, lắc đầu nói: quá ít rồi. Trung Nhạc tinh tế quan sát tinh đồ, hai tay khẽ mở rộng ra ngoài, phóng đại trận đồ lên gấp ngàn lần, quan sát kỹ địa hình bốn phía trấn thiên quan, ngẩng đầu lướt nhìn Tử Quang Quân Vương một cái, mỉm cười nói: 100 vạn thần ma cộng thêm 8.000 phục khí đã đủ rồi. Bệ hạ, nếu ngươi lại cho phép ta điều khiển đám thần tộc ma tộc bốn phía trấn thiên quan, ta còn có thể chi viện cho hai cánh nữa kìa. Tiên Thiên Đế Quân cực kỳ động tâm, có chút chần chừ nói: Tử quân đòi quá nhiều, ta xuất không ra nhiều chiến lực như vậy. Dịch quân lại muốn quá ít, ngược lại khiến cho ta có chút không yên lòng. Hai vị ái khanh, các ngươi quả là đang gây khó khăn cho ta rồi. Tử Quang Quân Vương cũng nhíu mày, Trung Nhạc yêu cầu quá ít đại quân thần ma cũng khiến cho hắn có chút bận tâm. Đây không phải là thời điểm đấu khí, vị trí của trấn thiên quan cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không được sơ sót. Tiên Thiên Đế Quân trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói: Dịch quân, trấn thiên quan này kiên quyết không được xảy ra vấn đề gì. Trung Nhạc quả quyết nói: Nếu trấn thiên quan thất thú, ta đưa đầu tới gặp. Tử Quang Quân Vương vội vàng nói: Dịch tiên sinh, đây không phải là thời điểm tranh đấu khí phách đâu, tranh đấu mạnh yếu làm gì, cần phải cân nhắc cẩn thận. Được. Tiên Thiên Đế Quân vỗ bàn một cái nói: Trấn thiên quan liền giao cho Dịch quân, do Dịch quân toàn quyền trường quán. Trung Nhạc trầm giọng nói: Ta phải có đại quyền sinh sát ở trong tay. Được, cho ngươi. Ta muốn có quyền tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không theo. Được, cho ngươi. Ta làm chuyện gì Tử Quang không được hỏi tới. Cho ngươi. Ta làm chuyện gì không cần mà báo trước với bệ hạ. Tiên Thiên Đế Quân thắng chần chừ một chút, một hồi lâu sau mới nói: Cái này ít nhiều gì cũng cần phải nói cho ta biết một tiếng trước thì hay hơn. Trung Nhạc trầm giọng nói: Qua lại giữa trấn thiên quan và tiên thiên cung cần thời gian ít nhất một năm, bẩm báo trước cho đế quân rất dễ làm hỏng thời cơ chiến đấu. Tiên Thiên Đế Quân miễn cưỡng khó khăn nói: Được rồi, cho phép ngươi là được. Trung Nhạc bình thản nói: Bệ hạ có thể bái tướng được rồi. Tiên Thiên Đế Quân lập tức triệu tập quan lại văn võ chư thần thượng triều, đích thân lấy ra binh phù thụ ấn quan phục ô sa, không người bái Trung Nhạc một cái nói: Trấn thiên quan liền giao phó cho Dịch quân. Trung Nhạc khí vũ hiên ngang, khí tức cùng tráng, đứng thẳng tại chỗ tiếp nhận một bái này của Tiên Thiên Đế Quân, sau đấy nhận lấy binh phù thụ ấn quan phục ô sa,
thanh âm như tiếng sấm. Thần lĩnh chỉ. Trung Nhạc rời khỏi Tiên Thiên Cung, giao chiếu thư của Tiên Thiên Đế Quân cho Phủ Lê, để cho hắn tức khắc trở về vũ trụ cổ lão, mang tinh hồng bảo tới, không cần trở về Tiên Thiên Cung mà trực tiếp chạy tới Chấn Thiên Quan. Trung Nhạc hỏi: Phủ Lê, ngươi không được trì hoãn quá lâu, cho ngươi thời gian 7 năm, đã đầy đủ thời gian đưa tinh hồng bảo tới Chấn Thiên Quan rồi chứ? Dịch tiên sinh cứ việc yên tâm. Phủ Lê lập tức rời đi. Trung Nhạc mang theo binh phù thủ ấn trở về thánh địa Tấn Vân, chỉ thấy 8.000 phục khi và 100.000 thần ma vẫn còn đang không ngừng chu luyện bát trận đồ. Bát trận đồ hiện tại sớm đã là bảo vật cấp thần hoàng, trình độ gần như bảo vật cấp tạo vật, uy năng càng lúc càng cường đại. Có 100.000 thần ma cộng thêm lực lượng bao tỏa chư thiên nhất đẳng không ngừng gia trì ma luyện, khiến cho uy năng của 8 quyển trận đồ này vẫn đang không ngừng tăng lên. Với tốc độ này, để thăng lên tới bảo vật cấp tạo vật cũng là trong tầm tay. Bát trận đồ này chính là bảo vật do Trung Nhạc đích thân luyện thành, quyền trưởng khống vẫn còn nằm trong tay của hắn. Uy lực của 8 quyển trận đồ càn, khảm, chấn, tốn, cấn, ly, khôn, đoài đều không giống nhau, đều có một phen thần diệu. Nghĩ muốn luyện thành bảo vật cấp tạo vật cần phải có lĩnh ngộ thật lớn đối với cảnh giới tạo vật, mà điểm này Trung Nhạc cũng không thiếu. Cảnh giới hiện tại của hắn mặc dù là thiên thần luyện ra 6 loại đại đạo tiên thiên, nhưng lĩnh ngộ của hắn đối với cảnh giới tạo vật có thể nói hoàn toàn không thua kém bất luận tạo vật chủ nào. Bởi vậy, để thăng bắt trận đồ lên tới bảo vật cấp tạo vật đối với hắn cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nếu muốn để thăng bắt trận đồ lên tới bảo vật cấp đế quân, vậy thì hoàn toàn không có khả năng. Lĩnh ngộ của hắn đối với cảnh giới đế quân này vẫn chưa tới hỏa hậu, không thể luyện thành bảo vật cấp đế quân được. Bất quá, nếu 8 quyển trận đồ này có thể để thăng lên tới bảo vật cấp tạo vật, đó chính là một bước tăng vọt thật lớn. Lúc đó, trong 8 quyển trận đồ nội tàng lực lượng tạo vật, sáng tạo không gian và thiên địa. Trong mỗi một quyển trận đồ đều nội tàng ảo diệu của lục đạo luân hồi, có uy năng quỷ thần khó lường. Hơn nữa, bát trận đồ mặc dù là 8 quyển trận đồ, nhưng nội tại là một chỉnh thể. 8 quyển trận đồ có thể hợp 8 là 1, biến thành một kiện thần binh cường đại, tập hợp uy năng của hết thảy 8 quyển trận đồ. Không chỉ như vậy, bát trận đồ cũng không phải là trận đồ hoàn chỉnh. Trung Nhạc có dã tâm càng lớn hơn. Bát trận đồ chỉ là biểu hiện bên ngoài, chân chính bên trong lại là thần ma thái cực đồ. Nếu hắn dùng bản thân làm trận, thi triển thần ma thái cực đồ, trưởng khống âm dương, lực lượng đại đạo thần ma, biến thành tiên thiên thần ma thái cực bát trận đồ, như vậy uy năng của trận đồ sẽ một lần nữa để thăng cực lớn. Lúc đó uy lực sẽ khủng bố tới mức nào, ngay cả Trung Nhạc cũng không dám tưởng tượng. Dù sao, tiên thiên thần ma thái cực bát trận đồ không chỉ là bát trận đồ đơn giản, mà là cửu trận đồ. Một khi hoàn toàn thôi động, uy lực của nó đại khái tương đương với Trung Nhạc ở thời điểm cảnh giới tạo vật. Trung Nhạc ở thời điểm cảnh giới tạo vật, thực lực tới cùng sẽ mạnh cỡ nào đây, bản thân hắn cũng không thể xác định được. Lúc này, trong bát trận đồ, 8 vị thủ lĩnh phục khi, bọn Binh Nhung, Thu Y, Hỏa Dung, Ngu Nhung, Hoa Vân, Thương Nhai, Thái Tuế và Lê Hoa, mỗi người xuất lĩnh hơn 10 vạn thần ma tiến hành chiến đấu. 8 vị thủ lĩnh phục khi chủ trưởng trận pháp biến hóa, thôi phát uy năng của 8 quyển trận đồ. 8 quyển trận đồ ầm ầm đùng đùng va chạm với nhau. Thần ma tao ngộ trong trận đồ chính là mạnh mẽ xuất thủ, giết tới trở long đất lở. Mà Xích Tùng lại đứng trên không trung 8 quyển trận đồ, chuẩn bị tùy thời, tùy lúc điều khiển 8 quyển trận đồ, tránh cho đám thần ma xuất thượng thiên vong. Phu quân, Âm Phần Huyên đi tới nghênh đón. Hiện tại thực lực của nàng cực kỳ phi phàm, thậm chí mang tới cho Trung Nhạc một loại cảm giác áp bách. Nếu nói trên thế giới này còn kẻ nào có thể trong cùng cảnh giới, ngang vai ngang vế với hắn, thậm chí là vượt qua hắn, vậy nữ tử này tuyệt đối là một người trong số đó. Hiện tại tu vi của Âm Phiền Huyên đã sâu không thể lường, lực tương tác đối với đại đạo so với thời điểm trên thiên hà càng nồng đậm hơn. Trung Nhạc rất muốn cùng nàng đọ sức một trận, bất quá lại lo lắng bị nàng đánh bại trước mặt các thuộc hạ sẽ rất mất mặt. Thánh linh thể trời sinh có chỗ hơn người, không phải cứ chuyên cần khổ luyện sẽ có thể đuổi kịp theo. Những năm qua phu quân vất vả bận rộn, thật ra đã quên mất nhà mình rồi. Âm Phiền Huyên ôn nhu mỉm cười nói, lần này phu quân có phải chân trước vừa về chân sau liền đi hay không? Đây cũng không phải. Trung Nhạc nói lại một phen chuyện tình tiên thiên đế quân bái tướng, sau đó nói, hiện tại
ta chuẩn bị xuất lĩnh các thần ma di chứng đi tới trấn Thiên Quan nhậm chức. Chuyến đi này chính là giao long từ nước Cán tiến vào biển rộng, phượng hoàng từ cành cây bay lên cửu thiên. Gần vua như gần cọp, ở bên cạnh Tiên Thiên Đế Quân ta khó có thể đại triển quyền cước được. Sau khi đi tới bên ngoài, ta sẽ có thể đại triển hùng đồ. Phần Huyên, người cũng cùng đi trấn Thiên Quan với ta. Âm Phần Huyên khẽ cau mày nói: chỉ sợ Tiên Thiên Đế Quân không chịu cho ta đi, sẽ lưu ta lại làm con tin thôi. Vô Phương, Trung Nhạc mỉm cười nói: Tiên Thiên Đế Quân chuyện nhỏ hồ đồ, đại sự khôn khéo. Chúng ta hiện tại lập tức đi ngay, hắn sẽ phản ứng không kịp. Duy chỉ có Tử Quang Quân Vương, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều khôn khéo. Hiện tại ta chỉ lo lắng hắn. Bất quá chúng ta lập tức xuất phát ngay, cho dù Tử Quang Quân Vương có phản ứng kịp, ta cũng có kế sách đối phó được. Âm Phần Huyên lập tức xoay người định đi thu dọn đồ đạc. Trung Nhạc vỡ ngăn nàng lại, mỉm cười nói: không cần thu thập. Sao không cần thu thập ư? Âm Phần Huyên nhất thời giật mình. Tinh thần Trung Nhạc ba động truyền âm cho toàn bộ thần ma trong thánh địa Tấn Vân. Chín vị lãnh tụ phục khi bọn xích tùng lập tức chỉnh đốn thần ma, đứng sừng sững trên bát trận đồ. Trung Nhạc ra lệnh một tiếng, bát trận đồ cuồn cuộn bay lên, uy năng bạo phát cuốn lấy ba tòa chư thiên nhất đẳng do Tiên Thiên Đế Quân ban tặng. Ba tòa chư thiên nhất đẳng kia chính là ba cái thế giới, nội tàng lục đạo luân hồi. Nội bộ một tòa chư thiên đều có sáu đạo tinh hà, hơn nữa còn cất chứa địa ngục luân hồi, là không gian trọng điệp tương sinh, có thể nói vô cùng trầm trọng. Bên trong ba tòa chư thiên này còn có ức vạn sinh linh, những sinh linh này sinh con đẻ cái, chiều bái tế tự, khiến cho lực lượng chư thiên miên mang không dứt, uy năng cường đại. Bất quá những sinh linh này đại đa số đều là sinh linh hạ đẳng, địa vị cũng không cao hơn nhân tộc bao nhiêu, rất khó sinh ra cường giả. Đối với những sinh linh này, chư thiên chính là một cái vũ trụ, mà tồn tại sáng tạo ra chư thiên chính là sáng thế thần. Chỗ duy nhất chư thiên không thể so với lục đạo giới là ở chỗ lục đạo giới càng rộng rãi hơn, thiên tài địa bảo càng nhiều hơn, thần nhân bản cổ cường đại không gì sánh được, có thể nuôi dưỡng thêm càng nhiều sinh linh, dưỡng dục ra những tồn tại vô cùng cường đại. Đây là chỗ mà chư thiên không thể sánh ngang với lục đạo giới. Nhưng chỗ tốt của chư thiên cũng vô cùng rõ ràng, đó là chư thiên có thể xem thành thần binh, xem thành suối nguồn lực lượng của chính mình. Ba tòa chư thiên này là do Tiên Thiên Đế Quân mở ra, đã được Tiên Thiên Đế Quân tế luyện vô cùng thuần thục, giao cho Trung Nhạc sử dụng. Mặc dù bọn họ cực kỳ trầm trọng, nhưng quyền trưởng khống lại nằm trong tay Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên. Kéo ba tòa chư thiên vào trong bắt trận đồ đối với bọn họ cũng không quá khó khăn. Phu quân, chỉ sợ Tiên Thiên Đế Quân sẽ không cho phép chúng ta mang theo ba tòa chư thiên này cùng đi. Âm Phiền Huyên cảm thấy có chút không thích hợp, vội vàng nói: Tiên Thiên Đế Quân nhất định sẽ cho phép ta mang ba tòa chư thiên này cùng đi. Ba tòa chư thiên này chính là một trong những điều kiện để lung lạc ta. Tử Quang Quân Vương nhất định sẽ có chút cản trở, nhưng hắn không thể làm gì được. Trung Nhạc thu hồi ba tòa chư thiên, sau đấy lấy ra một cây đồ đằng trụ, liên hệ với Khương Nghi Kỳ dặn dò một phen, cuối cùng thu hồi đồ đằng trụ nói: Phần Huyên, tế bảo liễn. Âm Phần Huyên tế khởi bảo liễn chư thiên Hắc Kỳ Lân. Trung Nhạc nắm tay nàng leo lên bảo liễn. Hai vợ chồng hạ lệnh một tiếng, trăm vạn thần ma lập tức khởi hành chạy tới trấn Thiên Quan. Qua không bao lâu, Tử Quang Quân Vương nhận được tin tức, nói Dịch Quân Vương đã xuất lĩnh trăm vạn thần ma thánh địa Tấn Vân đi tới trấn Thiên Quan, thất thanh nói: nhanh như vậy sao? Các quân doanh của Dịch Quân Vương vẫn còn lưu lại trong thánh địa Tấn Vân, tất cả mọi thứ cũng đều không thu thập, chỉ mang đi trăm vạn thần ma, cho nên mới có thể nhanh chóng rời khỏi như vậy. Sắc mặt Tử Quang Quân Vương khẽ biến: vậy ba tòa chư thiên nhất đẳng mà đế quân ban cho hắn thì sao? Cũng đã bị Dịch Quân Vương mang đi. Vậy Dịch phu nhân thì sao? Dịch phu nhân cũng đã đi theo. Sắc mặt Tử Quang Quân Vương đại biến, vội vàng gọi một tôn thần hoàng nói: Thành thú, ngươi mau đuổi theo quân đội của Dịch Quân Vương, nói với hắn, bảo hắn lưu Dịch phu nhân lại trấn thủ thánh địa Tấn Vân, để ta đi gặp đế quân. Thanh thụ thần hoàng nhận lệnh, phóng người bay lên, chân đạp một đóa mây xanh biến thành một đạo thanh quang, đuổi theo đại bộ đội của Trung Nhạc. Còn Tử Quang Quân Vương thì vội vàng khởi hành chạy tới Tiên Thiên Cung. Tốc độ của bảo lĩnh chư thiên Hắc Kỳ Lân mặc dù nhanh, nhưng dù sao nhân mã đông đảo, tuy có trăm vạn thần ma thôi động tám quyển trận đồ phi hành,
nhưng tốc độ vẫn là thua kém Thanh Thụ Thần Hoàng khá nhiều. Trải qua 3-4 ngày, Thanh Thụ Thần Hoàng đã đuổi kịp Tiên Thiên Cấm Quân của Trung Nhạc. Hắn cao giọng nói: "Dịch Quân Vương, xin dừng chân." Trong Bảo Liễn Chư Tiên Hắc Kỳ Lân, Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: "Người của Thủ Quang Quân Vương đã tới rồi." Dứt lời, liền truyền âm cho đám người xích tùng để cho bọn họ giáng ngựa bắt trận đồ tiếp tục lên đường. Bản thân Trung Nhạc thì đi ra Bảo Liễn, nhìn về phía Thanh Thụ Thần Hoàng rồi mỉm cười nói: "Hóa ra là Thanh Thụ tiểu hữu, ngươi gọi ta lại có chuyện gì?" Thanh Thụ Thần Hoàng vội vàng khom người nói: "Tiên sinh, Tử Quang Quân Vương phân phó bảo ta mời ngươi dừng chân, mời tôn phu nhân lưu lại thánh địa Tấn Vân trấn thủ tòa thánh địa này." Trung Nhạc kinh ngạc nói: "Hóa ra là chủ ý của Tử Quang sư huynh. Thanh Thụ tiểu hữu, ngươi có chiếu lệnh của Tiên Thiên Đế Quân không?" Thanh Thụ Thần Hoàng nhất thời ngẩn ngơ, lắc đầu nói: "Không có." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Ta và Tử Quang một tả một thiếu, đều là quân vương do đế quân sắc phong, ta sao có thể nghe mệnh lệnh của Tử Quang quân vương được? Nếu như ngươi cầm tới chiếu lệnh của đế quân, ta tất nhiên sẽ nghe theo. Thanh chủ, ngươi trở về đi." Thanh Thụ Thần Hoàng đành bất đắc dĩ, chỉ đành nhanh chóng chạy về báo tin cho Tử Quang quân vương. Tử Quang quân vương chạy tới Tiên Thiên Cung, trên đường đột nhiên tỉnh ngộ: "Thanh Thụ Thần Hoàng tuyệt đối không lưu được Dịch Gian, nhất định sẽ bị hắn đôi câu vài lời tống cổ trở về. Hắn làm sao có thể là đối thủ của Dịch Gian được?" Hắn vừa mới tiến vào trong Tiên Thiên Cung, chỉ thấy Mục Tô Ca đi tới mỉm cười nói: "Ồ, sao Tử Quân lại vội vội vàng vàng như vậy?" Tử Quang quân vương vội vàng kéo lấy Mục Tô Ca nói: "Điện hạ, người tức khắc đuổi theo Dịch quân vương, bảo hắn phải lưu lại ba tòa chư thiên do đế quân ban tặng, còn muốn hắn phải lưu lại Dịch phu nhân trấn thủ thánh địa Tấn Vân kia. Chuyện này quan hệ trọng đại, sau này ta mới giải thích cho điện hạ." Mục Tô Ca thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy, vội vàng xoay người chạy đi. Tử Quang quân vương xông vào Tiên Thiên Cung cầu kiến Tiên Thiên Đế Quân, lại biết được hiện tại Tiên Thiên Đế Quân đã bị Khương Nghi Kỳ mời đi. Nó là Khương Nghi Kỳ mời Tiên Thiên Đế Quân tới thương nghị chuyện tình chư thiên nhân tộc. Hắn dậm chân nói: "Cái tên Y Kỳ này sớm không mời, muộn không mời, lại vào lúc này mời Đế Quân đi, thật sự là gây phiền phức cho ta mà." Hắn vội vàng chạy tới thánh địa nhân tộc, trong lòng thầm nghĩ: "Chỉ mong Tam Thái Tử có thể cuốn lấy Dịch Gian một đoạn thời gian." Lại qua mười mấy ngày, Mục Tô Ca đuổi kịp đại bộ đội Tiên Thiên Cấm Quân của Trung Nhạc, cao giọng nói: "Dịch tiên sinh, xin hãy dừng chân." Trung Nhạc dừng Bảo Liễn lại, đi ra nhìn về phía Mục Tô Ca mỉm cười hỏi: "Điện hạ, người tới đây chào từ biệt ta sao?" Mục Tô Ca đáp xuống nói: "Không phải, không phải, là Tử Quang tiên sinh phân phó ta bảo ngươi lưu lại ba tỏa chư thiên, còn muốn phu nhân lưu lại trấn thủ thánh địa Tấn Vân." Sắc mặt Trung Nhạc trầm xuống, giận tím mặt: "Cái tên gian thần Tử Quang này lại muốn hại ta rồi. Ba tỏa chư thiên này là bệ hạ đích thân ban cho ta, sao có thể lưu lại được? Ta lần này chỉ có 100 vạn thần ma trấn thủ trấn thiên quan, vốn dĩ đã là binh ít tướng thiếu, cái tên gian thần này lại muốn sử dụng kế tuyệt lộ, hại chết tính mạng ta, ta đi chém chết hắn ta." Cả người Mục Tô Ca toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngăn hắn lại lên tiếng: "Tiên sinh bớt giận, bớt giận." Trung Nhạc vẫn chưa hết phẫn nộ, cả giận nói: "Ta và phu nhân thành thân lâu như vậy, thời gian ân ái bên nhau cũng không có, lão gian tặc này còn muốn tách ta và phu nhân ra, ta nhất định phải chém chết hắn ta." Mục Tô Ca lúng ta lúng túng nói: "Ta vốn cũng cảm thấy có chút không thích hợp, tiên sinh để ta trở lại lý luận với hắn một phen." Trung Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói: "Điện hạ, giúp ta hung hăng mắng hắn một trận." Mục Tô Ca liên tục gật đầu, quay trở về Tiên Thiên Cung. Trung Nhạc nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, lập tức trở vào trong xe, luôn miệng nói: đi mau, chỉ cần đi được cự ly nửa năm, cho dù còn có chi binh đuổi theo chúng ta, cũng là chuyện của nửa năm sau rồi, khi đó chúng ta đã tới trấn thiên quan." Âm Phần Huyên không ngừng quan sát hắn, đột nhiên bật cười khúc khích. Trung Nhạc nhìn nàng, mỉm cười hỏi: "Phần Huyên, cười cái gì vậy?" "Ta cười phu quân giả bộ thật giống, càng lúc càng giống một kiêu hùng rồi." Âm Phiền Huyên cười tủm tỉm, sắc mặt đột nhiên cãi biến. Trung Nhạc nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì vậy?"
mấy ngày nay Trần Thiếp tự hồ có chút ngứa, không biết có phải là do phong ấn huyết mạch vẫn chưa hoàn toàn diệt trừ hay không. Âm Phần Huyên khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói: không có khả năng tái phát à? Ta rõ ràng đã diệt trừ hoàn toàn phong ấn huyết mạch của ngươi rồi, ngươi không cần lo lắng, để ta giúp ngươi xem một chút nào. Trung Nhạc nhấc làn váy của nàng lên, đặt cặp chân thon dài của nàng lên hai đầu gối của chính mình, tinh tế quan sát, cẩn thận nắn bóp, kiểm tra huyết mạch hai chân của nàng, có chút suy tư nói: tựa hồ cũng không có phong ấn sót lại vậy. Âm Phần Huyên có chút xảo trá, nhấp nháy mắt nói: thiếp thần luôn cảm thấy hai chân tựa hồ muốn biến thành đuôi cá rồi, phu quân lại tinh tế kiểm tra một chút xem. Trung Nhạc một lần nữa tỉ mỉ kiểm tra, vẫn không phát hiện bất luận thứ gì, chẳng qua là cảm thấy da thịt nữ tử này tinh tế trắng nõn, giống như dương chi mỹ ngọc, cầm trong tay liền khiến cho người ta nhịn không được muốn mân mê da thịt của nàng một phen. Âm Phần Huyên kêu khẽ một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, thu hồi hai chân lại, ôn nhu hỏi: phu quân có phát hiện gì không? Không có. Ngữ khí của Trung Nhạc có chút mất mát, lắc đầu nói: có khả năng bởi vì phong ấn huyết mạch quá sâu, không bằng như vậy, đợi tới lúc ngươi lại cảm thấy chân ngứa ngáy liền nói cho ta biết, ta sẽ kiểm tra một lần, nói không chừng có thể tìm ra manh mối được. Âm Phần Huyên thả làn váy xuống, mắc cỡ đỏ mặt, thấp giọng xưng vâng. Trung Nhạc thu lại tâm tư dị dạng, mỉm cười nói: qua không bao lâu nữa, đợi sứ giả thứ ba của Tử Quang Quân Vương sẽ tới. Hai lần đầu tiên hắn dùng là nhân tình, lần thứ ba này sẽ dùng tới sức mạnh rồi. Trôi qua thời gian chừng nửa ngày, chỉ thấy một đạo thần quang cuồn cuộn từ trong một tòa thánh địa trên đường đi dâng lên. Đám thần quang kia biến thành từng tòa quang luân, tổng cộng có 6 đạo. Thời điểm 6 đạo quang luân bay lên, một cái đầu thật lớn cũng từ trong tòa thánh địa này chậm rãi nhô lên. Chỉ nửa thân người hắn thôi cũng đã khổng lồ hơn tòa thánh địa này rồi, có thể nói là vĩ ngạn vô song. Dịch Quân Vương xin dừng chân lại. Gã cự nhân chỉ lộ ra nửa người này, mở miệng nói. Đại quân của Trung Nhạc đi qua trước mặt hắn, phảng phất như một đàn kiến đi ngang qua vậy. Trung Nhạc đi ra khỏi bảo liễn, ngẩng đầu nhìn lên, cười ra một tiếng nói: hóa ra là Côn Hoàng. Tôn cự nhân này chính là hoàng của Côn Bằng thần tộc, chính là một vị tạo vật chủ, cảnh giới gần tiếp cận đế quân. Côn Bằng thần tộc cũng là một đại chủng tộc dưới trứng Tiên Thiên Cung, thế lực cực kỳ cường đại. Thời đại hiện tại gọi là thời đại thần kỷ. Thời đại thần kỷ bất đồng với thời đại hỏa kỷ và thời đại địa kỷ. Năm xưa, tại thời đại hỏa kỷ và địa kỷ, chỉ có thiên đế mới có thể được xưng là hoàng, ví dụ như thiên hoàng, địa hoàng. Nhưng tại thời đại thần kỷ hiện tại, đứng đầu các tộc đều được xưng là hoàng, ví dụ như nhân hoàng, ích tà thần hoàng, côn hoàng chính là hoàng của Côn Bằng thần tộc. Côn Hoàng nhàn nhạt nói: Dịch Quân Vương, Tử Quang Quân Vương chuyển lệnh cho ta, bảo ta mời Dịch Quân Vương dừng chân, thoáng nghỉ ngơi hồi phục một thời gian. Trung Nhạc cười hăng hắc nói: thoáng nghỉ ngơi hồi phục là giá, Tử Quang Quân Vương là muốn ngươi phải lưu lại ta, không được để cho ta chạy tới Trấn Thiên Quan. Côn Hoàng mỉm cười nói: Dịch Quân Vương quả nhiên là diệu nhân, ta tự nhiên không thể giấu giếm được ngài. Bất quá Tử Quang Quân Vương có ân với ta, kính xin Dịch Quân Vương có thể nể mặt một chút, dừng lại tạm nghỉ mấy ngày. Trung Nhạc lắc đầu nói: ta phụng mệnh đế quân đi Trấn Thiên Quan nhậm chức trấn thủ Trấn Thiên Quan, chuyện này quan hệ trọng đại, không dám có một khắc lầm lỡ. Nếu làm chế lại công vụ của ta, ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không? Côn Hoàng vươn tay ra cười ha hả nói: Dịch Quân Vương đừng trách tội, Tử Quang Quân Vương có đại ân với ta, mệnh lệnh của hắn ta không dám vi phạm. Đế quân trách cứ xuống, ta tự nhiên là gánh không nổi trách nhiệm. Nhưng hết thảy mọi chuyện đã có Tử Quang Quân Vương chống đỡ cho, ta nhiều nhất chỉ sẽ bị đế quân trách phạt vài câu, cho nên kính xin Dịch Quân Vương không nên phản kháng, dừng lại nghỉ tạm mấy ngày là được. Bàn tay của hắn càng lúc càng lớn, trong lòng bàn tay hiện ra thiên địa nhật nguyệt tinh thần, giống như một mảnh thế giới lồng lộng vậy, lại muốn một trưởng cuốn lấy trăm vạn thần ma. Trung Nhạc không chịu lưu lại, hắn liền muốn mạnh mẽ lưu lại. Trung Nhạc cười lạnh một tiếng nói: Xích Tùng, tế trận đồ. Xích Tùng nhận lệnh, lập tức quát lớn một tiếng. Đám lãnh tụ phục khi bọn Binh Nhung, Thu Y, Hỏa Dung, thống lĩnh trăm vạn thần ma thôi động uy năng của bát trận đồ. Kiện bát trận đồ này gần như là bảo vật cấp tạo vật, uy lực ngập trời, chấn động thời không. Bàn tay Côn Hoàng thoáng bị ngăn cản, hắn bật cười ha hả nói: Dịch Quân Vương,
Tiên Thiên Cấm Quân ngươi ở trước mặt của ta chính là không chịu nổi một kích, cần gì phản kháng đây? Ta dù sao cũng là tạo vật chủ thành danh nhiều năm, tuy kiếp trước ngươi là tiên thiên thần, nhưng đời này bất quá chỉ là một gã thiên thần. Thiên thần sao? Trung Nhạc cười ha hả. Lúc này Xích Tùng đã sắc nhập 8 quyển trận đồ, biến thành một tòa đại trận bao phủ ngàn vạn dặm. Vô số thần ma trở thành một phần tử trong trận, uy năng của bát trận đồ không ngừng để thăng lên, thẳng tới bảo vật cấp tạo vật. Sắc mặt Quân Hoàng khẽ biến, kiện thần binh này vậy mà đã biến thành bảo vật cấp tạo vật, hơn nữa còn đã tự động ra hết thảy uy năng, khiến cho bàn tay của hắn không thể tiếp cận. Đây cũng là chuyện trước giờ chưa từng có. Phải biết rằng trong trăm vạn đại quân thần ma này của Trung Nhạc, tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là thần hầu, kém xa tôn tạo vật chủ hắn này cả vạn dặm, căn bản không phải là tồn tại cùng một cấp bậc. Không nghĩ tới kiện thần binh này vừa ra lại có thể ngăn cản bàn tay này của hắn. Côn Hoàng, ta tuy là thiên thần, nhưng đừng nói là ngươi, cho dù là Yển Sư Thiên Vương, Yển Sư Hy cũng đã chết dưới tay của ta. Ngươi so với Yển Sư Thiên Vương thì thế nào? Thân thể Trung Nhạc lay động, trận pháp dưới chân khẽ động, một tòa thần ma thái cực đại trận tương liên với bát trận đồ, biến thành tiên thiên thần ma thái cực bát trận đồ. Trận đồ này vừa hình thành, Trung Nhạc nhất thời cảm giác được lực lượng vô biên vọt tới. Đây là lực lượng hạo hãn tới mức nào đây? Thân thể của hắn càng vĩ ngạn hơn, chân đạp tinh hà, thân thể khổng lồ, không thua kém Quân Hoàng chút nào. Sắc mặt Quân Hoàng kịch biến, không có bất kỳ một tia xem thường nào, vận khởi hết thảy tu vi pháp lực chống lại bàn tay Trung Nhạc đánh tới. Chỉ nghe một thanh âm chấn vang trầm bổn truyền tới, Quân Hoàng hừ lạnh một tiếng, miệng phun máu tươi, ngã ngửa về phía sau. Thân thể của hắn càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng đập thẳng vào trong thánh địa của Côn Bằng Thần Tộc. Trung Nhạc phất đống tay áo, tản đi thần ma thái cực đồ, thân thể càng lúc càng nhỏ, rơi xuống trên cẳng xe bảo liễn, xoay người đi vào trong bảo liễn. Trong bảo liễn truyền ra thanh âm của Âm Phần Huyên. Côn Hoàng, phu quân ta có thể trở thành tiên sinh, được đế quân bái tướng, phải đi chấn thủ chấn thiên quan, cũng không phải là ngươi có khả năng địch nổi. Ngươi lui ra đi, không cần lại tới sinh sự nữa đâu. Mãi cho tới lúc này, đám người Xích Tùng, Vinh Nhung vẫn còn kính sợ không thôi đối với thực lực của Trung Nhạc. Đại quân khởi động, tiếp tục tiến về phía trước. Trong thánh địa Côn Bằng Thần Tộc, Côn Hoàng phóng người bay lên, phun ra một ngụm máu bầm trong miệng, sắc mặt kinh nghi bất định. Đột nhiên thương thế trên người của hắn bạo phát, lại phun ra mấy ngụm máu bầm, ngã nhào trên mặt đất. Vô số cường giả Côn Bằng Thần Tộc vội vàng bay lên nâng vị lão tổ này, băng qua phóng nhanh như bay. Mau mau chuyển tin cho Tử Quang Quân Vương, cứ nói là ta vô năng, không thể lưu Dịch Quân Vương lại được. Côn Hoàng không ngừng ho ra máu, phân phó đám thuộc hạ. Lúc này Tử Quang Quân Vương chạy tới Nhân Hoàng Điện, Khương Nghi Kỳ cuống quýt ra đón, vừa mừng vừa sợ nói: Ê, sư huynh, hôm nay người cuối cùng cũng có thời gian tới thăm ta rồi. Tử Quang Quân Vương vội vàng hỏi: Đế quân đâu rồi? Đã rời khỏi 2 ngày rồi. Khương Nghi Kỳ mỉm cười nói: Ta và ngươi mặc dù ở gần nhau, nhưng những năm qua ít khi gặp mặt, hiếm khi ngươi tới đây một lần. Mặc kệ có chuyện đại sự gì lớn tới đâu đi chăng nữa, cũng phải uống với ta mấy chén rồi mới đi mới được. Tử Quang Quân Vương có lòng muốn đi, nhưng lại sợ sau khi đi rồi sẽ tổn thương tâm tình Khương Nghi Kỳ, làm xấu cảm tình giữa hai người bọn họ, chỉ đành mỉm cười nói: Vậy thì uống mấy chén, bất quá ta không thể ở lâu, chỉ uống mấy chén liền đi. Hai người ngồi xuống, Khương Nghi Kỳ sang người dâng rượu, ánh mắt Tử Quang Quân Vương chớp động, thử dò xét hỏi: Y Kỳ mời đế quân tới Nhân Hoàng Điện là có chuyện gì vậy? À, là vì chuyện tình chư thiên của nhân tộc thôi. Chư thiên nhân tộc không hoàn chính, còn thiếu khuyết lục đạo luân hồi, cho nên ta mới thỉnh cầu đế quân có thể hỗ trợ bổ toàn một chút hay không? Khương Nghi Kỳ rót rượu, mời Tử Quang Quân Vương rồi nói: Ngươi là người tâm phúc trước mặt đế quân, ngươi nói giúp ta một chút à? Đế quân đã cự tuyệt ta, nó là nhân tộc bổ toàn chư thiên, chuyện này quan hệ trọng đại, liên quan quá nhiều, hắn không thể mạo hiểm sơ suất to lớn như vậy được. Tử Quang Quân Vương uống rượu rồi mỉm cười nói: Y Kỳ, ngươi có biết đang có không biết bao nhiêu thế lực đang ngó chừng đế quân, chờ đợi hắn phạm sai lầm hay không? Khoảng thời gian này ngươi đừng nhiều chuyện nữa đi, đợi tới lúc đế quân đăng lâm đế vị, ta sẽ thỉnh cầu đế quân giúp ngươi chế tạo một tòa chư thiên hoàn chính. Khương Y Kỳ nhất thời đại hỉ, luôn miệng cảm ơn. Tử Quang Quân Vương có chút không vui nói: Ta và ngươi là giao tình như thế nào, cần gì phải nói lời cảm tạ đây? Chỉ cần ngươi không lui tới với Dịch Gian, ta tự nhiên sẽ dốc hết khả năng giúp ngươi thu xếp chuyện này.
Hắn uống xong mấy chén rượu liền cáo từ rời đi. Khương Nghi Kỳ cũng không cố gắng giữ lại. Lại qua mười mấy ngày, Tử Quang Quân Vương trở lại Tiên Thiên Cung, rốt cuộc cũng tìm được Tiên Thiên Đế Quân. Hắn vội vàng nói: Đế Quân, hiện tại Dịch Quân Vương đã đi được 4 tháng đằng đẵng rồi, mang theo 100 vạn đại quân thần ma, cũng đã mang theo 3 tòa chư thiên đế quân đã ban cho hắn ta. Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười nói: Ba tòa chư thiên đó là ta ban cho hắn, hắn mang theo cũng không có vấn đề gì cả. Dù sao hắn cần phải trấn thủ trấn thiên quan, không thể cái gì cũng không cho hắn được. Ta còn lo lắng hắn mang theo quá ít kìa, dự định phân phối cho hắn một chút quân lương quân nhu. Hắn cũng mang theo thê tử của hắn, đế quân có biết chuyện này không? Tiên Thiên Đế Quân khẽ nhíu mày nói: Hắn đã mang theo thiên nữ của Âm Khang Thị đi theo luôn sao? Tử Quang Quân Vương gật đầu. Tiên Thiên Đế Quân suy tư trong chốc lát nói: Cử động này của Dịch Quân có chút thiếu sót rồi. Hắn là người thông minh, hẳn là biết được nếu muốn ta an tâm thì phải lưu lại thê tử của chính mình lại, sao lại cũng mang phu nhân đi theo luôn vậy? Kẻ này đại gian như chúng, hiện tại đã lộ ra chân ngựa rồi. Tử Quang Quân Vương nói: Kính xin đế quân tức khắc hạ lệnh triệu hồi hắn trở về, lưu phu nhân hắn lại làm con tin. Nếu trực tiếp đuổi theo hắn, bảo hắn lưu phu nhân lại làm con tin, chẳng phải là nói ta không tín nhiệm hắn hay sao? Hắn chẳng phải là trong lòng sẽ nảy sinh oán hận hay sao? Tiên Thiên Đế Quân có chút chần chừ, lên tiếng nói: Tử Quang Quân Vương trả lời: Hắn là người thông minh, đế quân không cần nói thẳng, chỉ cần nói lưu Dịch phu nhân lại trấn thủ thánh địa Tấn Vân là được. Hắn còn có thể kháng chỉ hay sao? Mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm của thị vệ: Chủ thượng, có sứ giả của Dịch Quân Vương cầu kiến. Trong lòng Tiên Thiên Đế Quân khẽ động, để cho sứ giả kia tiến vào. Người tới là một vị thần minh nhân tộc, sau khi lễ bái một phen mới lên tiếng nói: Dịch Quân Vương lệnh cho tiểu thần đưa cho bệ hạ một bức thư. Tiên Thiên Đế Quân nhận lấy bức thư, mở ra đọc xem, mỉm cười nói: Tử Quang, Dịch Quân đã biết rõ hành vi của ngươi, ở trong thư tín đã giải thích một phen, còn chứng ngươi một trận nữa đây này. Tử Quang Quân Vương gấp đầu nhìn lại, nhất thể phẫn nộ. Trong thư này nói: Bệ hạ, sở dĩ hạ thần mang theo Âm Phiền Huyên là vì phu thê mặc dù là đã thành thân, nhưng thời gian phân biệt quá nhiều, khó có thể ôn tồn ân ái gần gũi nhau. Hơn nữa Âm Phiền Huyên là thánh linh thể, cũng là một cánh tay đắc lực của hạ thần. Càng huống chi nếu như hạ thần thật sự muốn tạo phản, bệ hạ lưu nàng lại làm con tin cũng là vô dụng thôi. Nếu bệ hạ giết nàng chính là đắc tội với Âm Khang Thị, cho nên bệ hạ lưu nàng lại cũng không thể dùng làm con tin áp chế được. Thay vì lưu Âm Phiền Huyên lại, không bằng để cho nàng đi theo cùng hạ thần kẻ vai chiến đấu, đều làm hiệu lực cho bệ hạ. Phần nửa sau của bức thư, Trung Nhạc không ngừng mắng chửi Tử Quang, nói kẻ này là gian thần định hót, không toàn tâm toàn ý xuất lực cho bệ hạ, ngược lại muốn hãm hại trung thần. Nếu như thần phản lại bệ hạ cũng là do bị tên gian thần này bức tới mức không thể không phản kháng. Khuyên bệ hạ nên sớm ngày diệt trừ gian thần, đẩy ra ngọa môn chém đầu gian thiên hạ, cũng là an ủi tấm lòng trung thần. Cuối thư còn viết: Bệ hạ chém đầu tử gian, xin hãy gửi đầu lâu của tử gian tới trấn thiên quan, thần sẽ luyện nó thành bình nước tiểu, ỉa nái vào trong đấy để tiết hắn. Tử Quang Quân Vương bị hắn chọc tức tới mức thất khiếu bốc khói. Tiên Thiên Đế Quân hủy đi bức thư, mỉm cười nói: Tử Quân, người đã sơ sót rồi, hắn nói không phải là không có lý đâu. Hơn nữa hắn đã đi được nửa lộ trình, nào có đạo lý triệu hồi hắn trở về. Thôi 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 thôi, mặc kệ hắn đi. Tử Quang Quân Vương có chút buồn bực, đột nhiên nói: Nếu đã như vậy, đế quân đối với hắn cũng không thể không chút đề phòng. Kính xin đế quân phái một người trung nghĩa tới làm trợ thủ cho hắn. Tiên Thiên Đế Quân gật đầu, sai người mời Mục Tô Ca tới, rồi lên tiếng: Người đi trấn thiên quan, giúp Dịch Quân trấn thủ hồng quan. Mục Tô Ca nhận lệnh, tức khắc khởi hành. Phu quân, chân lại ngứa rồi. Lúc này, trong bảo lĩnh chư thiên Hắc Kỳ Lân, Âm Phiền Huyên có chút ngượng ngập nói, Trung Nhạc vén làn váy nàng lên, đặt hai chân nàng lên trên đầu gối, tiềm vận tâm thần cẩn thận tìm kiếm phong ấn lưu lại trong huyết mạch. Qua một hồi lâu sau mới lắc đầu nói: Vẫn không tìm được phong ấn, kỳ quái, lẽ nào ta thật sự đã bỏ sót sao? Cái tên ngốc này. Âm Phiền Huyên giơ chân lên đạp bay Trung Nhạc ra ngoài. Người sao lại đột nhiên đánh người vậy? Trung Nhạc có chút giận dữ:
Ta hảo tâm giúp ngươi kiểm tra phong ấn trong huyết mạch, ngươi lại đá ta một cước như vậy, quá không nói đạo lý rồi. Âm Phiền Huyên cáo giận nói, ta đáng ngươi vì không hiểu phong tình. Trung Nhạc siết chặt hai nắm tay cả giận nói, nữ nhân chết tiệt, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi ngược lại đá ta. Nếu có thể đánh thắng ngươi, ta đã sớm ném ngươi lên trên giường động phòng với ngươi rồi. Âm Phần Huyên đổi giận làm vui nói, hóa ra phu quân là có lòng, thế nhưng không có sức cả. Ngươi còn muốn dùng sức mạnh hay sao? Nếu ngươi đánh thắng được thiếp thân động phòng, ta tuyệt không phản kháng. Trung Nhạc giơ tay lên, ba tòa chư thiên trên đỉnh Bảo Liễn Chư Thiên Hắc Kỳ Lân lập tức đại phóng quang mang, bao phủ Bảo Liễn và trong uy năng của ba tòa chư thiên bảo hộ Bảo Liễn. Hắn cười lạnh nói, nếu là không phản kháng, vậy cũng tính là dùng sức mạnh hay sao? Hai chân của ngươi đã không còn phong ấn, lại hết lần này tới lần khác khiêu khích ta. Hôm nay ta muốn giáo huấn ngươi một trận. Âm Phần Huyên cười ha hả nói, phu quân ác tính nổi lên, là cảm thấy những năm gần đây tu vi thực lực chính mình đã tăng nhiều rồi sao? Trung Nhạc nhào tới phía trước, sáu đạo quang luân sau đầu chấn động, thần thông bạo phát, không gian nội bộ Bảo Liễn bị chấn động tới mức bất ổn. Thần thông hai người va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Cũng may chiếc Bảo Liễn này đã bị ba tòa chư thiên phong bế, uy năng cũng không tiết ra ngoài. Mấy con Hắc Kỳ Lân vẫn như cũ ung dung thong thả lôi kéo Hưng Sa, được trăm vạn thần ma thủ hộ ở trung tâm. Qua một hồi lâu sau, Trung Nhạc mở ra cửa xe, nộ khí ngập trời, ngồi trên càng xe. Xích Tùng liếc mắt nhìn thấy, không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn, chỉ thấy đường đường là Dịch Quân Vương, không biết đã bị ai đánh cho mặt mũi bầm dập, vội vàng hỏi, chủ công, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai mượn ngươi hỏi nhiều? Trung Nhạc giận dữ quát lớn, còn không mau lên đường đi. Toàn thân Xích Tùng rung lên một cái, vội vàng ra lệnh cho đại quân toàn lực lên đường. Sắc mặt Trung Nhạc âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ, nữ tử này hạ thủ không ngờ lại hung ác như vậy, hơn nữa tâm tư khó có thể nắm bắt được. Tâm tư so với Tử Quang Quân Vương còn khó đoán hơn. Rõ ràng là nàng giả vờ hai chân quất tật tới khiêu khích ta. Ta thật sự tới thì lại kịch liệt phản kháng, đánh ta gần chết. Người tốt xấu gì cũng lưu thử một chút mới phải, nhường ta một chút mới phải. Đột nhiên tân hỏa trong thức hải của hắn chợt ngáp dài một cái, lên tiếng, Nhạc tiểu tử, là ngươi không hiểu phong tình, trong xe giống như hương khuê vậy, nàng để cho ngươi xem chân chính là muốn cùng ngươi động phòng, nào ngờ ngươi chỉ lo xem chân. Nếu ngươi hiểu được tâm tư của nàng, chuyện tốt đã sớm thành từ lâu rồi. Trung Nhạc có chút lúng ta lúng túng nói, ta còn tưởng phong ấn huyết mạch thật sự đã tái phát, không nghĩ tới chuyện này. Ngữ khí của Đốm Lửa Nhỏ vô cùng đau đớn nói, ta sớm đã bảo ngươi rèn đúc thân thể, nhất định phải đoán luyện nhục thân tới vô cùng cường hoành, hiện tại đã biết hối hận rồi sao? Vừa rồi ngươi còn ngu ngốc cổ đồ, tự cho rằng chính mình đã nhìn thấu bẫy dập, muốn nàng phản kháng, hiện tại đánh không lại, nỗ lực tu luyện đi, nhất định phải nỗ lực tu luyện. Nửa năm sau, Tiên Thiên Cấm Quân rút cuộc đi tới Chấn Thiên Quan. Trung Nhạc chỉ nhìn thấy qua Chấn Thiên Quan trong tinh đồ, hiện tại mới tính là nhìn thấy tận mắt tòa hùng quan này. Chỉ thấy một mảnh đại lục liên miên rộng rãi, bốn phía là tinh hà quấn quanh, hình thành một dãy tinh mang mỹ lệ, vừa vặn vần quanh mảnh đại lục mênh mông bát ngát này. Thủ hộ đại lục ở bên trong mảnh đại lục này chính là tinh lục Chấn Thiên, trọng trấn cực kỳ quan trọng. Những ngôi sao trong tinh hà kia đều là thần tinh, vừa có thái dương cũng có tinh cầu. Quần tinh bị ép thành dòng sông, giống như một con đại xà khổng lồ đầu đuôi tương liên, hình thành nên một đạo bình chứng tự nhiên. Thần dương, thần tinh ở nơi này cực kỳ dày đặc, nguyên tử thần quang tạo thành một mảnh khu vực hủy diệt đáng sợ, phong bạo loạn xạ, so với thiên hà còn khủng bố hơn vài phần. Thiên hà tốt xấu gì, nước trên mặt sông vẫn là bình tĩnh chảy, chỉ có địa phương hiểm trở mới sẽ nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Mà nơi này khắp nơi đều là cuồng phong sóng lớn do nguyên tử thần quang hình thành, có thể hủy diệt hết thảy. Nơi này không ngừng có thần tinh, thần nguyệt, thần dương từ trong tinh hà phun trào ra, nhưng nguyên tử thần quang quá nồng đậm, nhật nguyệt tinh thần vừa mới bị phun ra, ngay sau đấy đã bị kéo trở lại trong tinh hà, không thể nào thoát khỏi. Trung Nhạc giơ tay lên, lệnh cho đại quân dừng lại, từ xa xa quan sát. Chỉ thấy phía trên đạo tinh hà vần quanh đại lục kia, được đại năng chế tạo ra một bức tường thành hùng vĩ kỳ bí, kéo dài liên miên ức ngàn vạn dặm. Tường thành cực kỳ trầm trọng, cao không thể đo lường. Trên vách tường trải rộng các loại hoa văn đồ đằng mỹ lệ, rút ra tinh quang từ trong tinh hà, duy trì trận pháp vận chuyển vô cùng đồ sộ. Chỉ dựa vào trăm vạn thần ma, căn bản không thể bảo vệ được tòa hùng quan này.
trăm vạn tần ma đặt lên trên từng thành giống như một giọt nước ném vào trong đại dương mênh mông vậy. Khó trách Tử Quang nói nhất định phải có 5.000 vạn thần ma cộng thêm 3 tôn đế quân mới có thể bảo vệ tòa hùng quan này được. Tử Quang quân vương quả thật cường hoành, chỉ dựa vào 5.000 vạn thần ma và 3 tôn đế quân đã có thể làm được bước này. Trong lòng Trung Nhạc kinh ngạc tán thán sự hùng vĩ kỳ bí của Chấn Thiên Quan. Trăm vạn thần ma quả thật là quá ít, xa xa không đủ để bảo vệ tòa hùng quan này. Hắn lại nhìn về phía xa xa, phía sau Chấn Thiên Quan có mười mấy tòa thánh địa lẻ lẻ loi loi đứng ở nơi đấy, đều thuộc về phạm vi thế lực của Tiên Thiên Cung. Mà ở phía trước Chấn Thiên Quan chính là cương vực của những thế lực khác, số lượng thánh địa cũng không phải là số ít. Nhưng muốn tìm được một tòa hùng quan giống như Chấn Thiên Quan vậy, chính là một cái cũng không có. Nơi này quả thật là trọng địa, trọng trấn. Phu quân, muốn thủ được nơi này sợ rằng rất không dễ dàng. Âm Phần Huyên đi ra khỏi bảo lĩnh, quan sát khắp nơi, sắc mặt ngưng trọng nói: nơi này quá trọng yếu, binh gia tất sẽ tranh đoạt. Nếu khai chiến, nơi này nhất định là sẽ bị đại quân tiến công tập kích. Trăm vạn đại quân thần ma có thể bảo vệ một cái cửa thành cũng đã là 10 phần khó khăn. Phu quân hẳn là phải xin thêm đế quân một chút thần ma nữa mới được. Trung Nhạc khẽ gật đầu, ngay sau đấy lắc đầu nói: ta không muốn yêu cầu Tiên Thiên đế quân càng nhiều binh mã, chủ yếu là vì đó không phải là lực lượng dòng chính của ta, ta không tin được. Bất quá ngươi nói không sai, chỉ dựa vào binh lực trước mắt quả thật là không giữ được, cho nên ta phải mở rộng thế lực. Trăm vạn Tiên Thiên cấm quân này chỉ là tài nguyên để ta khởi nghiệp mà thôi. Âm Phần Huyên không hiểu ý hắn, trong lòng thầm nghĩ: lẽ nào phu quân trông cấy vào tinh hồng báo của dã man nhân tộc ư? Hiện tại trong Chấn Thiên Quan cũng có thần ma đang chấn thủ, Tiên Thiên đế quân đối với nơi này vẫn là cực kỳ xem trọng, đã lưu lại hơn 2.000 vạn đại quân thần ma chấn thủ, chia làm 4 bộ, mỗi bộ chấn thủ một trong 4 cửa thành đông nam tây bắc. 4 đại thống lĩnh đều là cường giả tạo vật chủ đỉnh cao, hơn 2.000 vạn đại quân thần ma này cũng chỉ là chấn thủ 4 cửa thành mà thôi. 4 đại thống lĩnh trong thành dẫn người nghênh đón, mời đám người Trung Nhạc tiến vào trong quan. Trong quan có một tòa thần phủ khí tượng trắng lệ nguy nga, treo cao trên không trung đại lục. Từ dưới nhìn lên, tòa thần phủ này phảng phất như chấn trụ thanh thiên vậy, cho nên mới đặt tên là Chấn Thiên Phủ. Đám người Trung Nhạc đi vào trong thành, chỉ thấy trong thành thần điện nhiều đếm không xuể, hẳn là nơi ở của đại quân thần ma thủ thành. Dịch quân vương, sau khi chuyển giao hoàn thất, chúng ta phải lập tức xuất lĩnh đại quân trở về Tiên Thiên Cung, chờ đợi đế quân điều khiển. 4 tôn tạo vật chủ nhao nhao từ giã nói: kính xin dịch quân vương thứ tội, chúng ta đi trước một bước vậy. Dịch quân vương, sự vụ trong Chấn Thiên Quan phong phú, chúng ta lưu lại cho quân vương một lão thần minh. Trung Nhạc đứng dậy đưa tiễn, chỉ thấy 4 tôn tạo vật chủ mang theo hơn 2.000 vạn đại quân thần ma một đường rời đi. Đám thần ma này còn mang theo rất nhiều bầy đàn thê tử, còn có một vài thần ma ở trong Chấn Thiên Quan đã sinh sôi nảy nở ra cả một gia tộc, lúc này cũng đều mang đi hết, chỉ để lại một lão thần minh tóc bạc như cước. Trong tòa Chấn Thiên Quan trống trống trải trải, chỉ có trăm vạn thần ma bọn họ lưu lại trong quan. Bất quá 2.000 vạn đại quân thần ma thật ra cũng lưu lại không ít đồ quân nhu, thần kim thần liệu trồng chất như núi, kho lương cũng lớn như sân nhạc vậy. Cái này làm sao mà thủ được đấy? Hỏa Dung nhìn tòa hùng quan to lớn này lẩm bẩm nói. Trung Nhạc lên tiếng: tự nhiên là thủ được. Xích Tùng, tế khởi ba tòa chư thiên. Xích Tùng vội vàng hạ lệnh, ba tòa chư thiên nhất thời được tế khởi, giống như ba quả minh châu từ từ bay lên, càng lúc càng lớn, biến thành ba quả minh châu khổng lồ treo trên không trung Chấn Thiên Quan. Đám người Xích Tùng lại tế khởi bát trận đồ, lực lượng của ba tòa chư thiên tiến vào trong trận đồ, tiếp tục chu luyện bát trận đồ. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, gọi đám người Xích Tùng tới tế khởi Lôi Hoang Thiên Lô do chính mình luyện chế ra, ghi rõ các loại tài liệu cần thiết để chế tạo Lôi Hoang Thiên Lô cùng với các loại trận pháp, trận đồ, hoa văn đồ đằng của Lôi Hoang Thiên Lô, hết thảy giảng ra lại một phen. Đám người Xích Tùng lập tức hành động, đi tìm kiếm thần kim thần liệu, trăm vạn thần ma bắt đầu chế tạo Lôi Hoang Thiên Lô. Trung Nhạc lại gọi lão thần minh kia tới, chỉ thấy lão thần minh này thọ nguyên sắp tận, mắt mở tai điếc, chỉ sợ là sống không được bao lâu nữa. Hơn nữa trên người của hắn còn có thương tổn tàn phế, một bên chân bị chặt đứt bởi vì không có tu thành các loại công pháp như bất tử chi thân, cho nên cái chân gãy không thể sinh trưởng ra trở lại, vì vậy đã luyện ra một cái chân giả bằng thần kim gắn lên chỗ cái chân gãy. Vì sao tòa Chấn Thiên Phủ kia lại huyền phù giữa không trung vậy?
Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên Chấn Thiên Phủ. Hắn lên tiếng hỏi. Lão thần binh kia mắt mở tai điếc, nói chuyện có chút run run rẩy rẩy. Hắn lên tiếng. Hồi bẩm quân vương, Chấn Thiên Quan là địa phương khai thiên tích địa, có thần ở nơi này khai thiên tích địa, mở ra tinh hà bốn phía Chấn Thiên Quan, kết quả đã bất hạnh thân tử đạo tiêu. Sao? Địa phương khai thiên tích địa ư? Trung Nhạc nhất thời giật mình, vội vàng tra hỏi. Lão thần minh kia mỉm cười nói. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nghe nói thời kỳ viễn cổ có một vị tồn tại đế cấp hùng tâm bừng bừng, nghĩ muốn mở ra một vũ trụ hoàn toàn mới. Vì vậy đã ở nơi này mở ra thiên địa càn khôn, kết quả không thành công, ngược lại đã chết ở nơi đây. Chấn Thiên Phủ chính là đế phủ của hắn ta. Đại lục dưới chân chúng ta chính là nhục thân của hắn biến thành. Mà dòng sông tinh hà bên ngoài Chấn Thiên Quan chính là kết quả hắn khai thiên tích địa. Tòa đế phủ này là không vào được. Các đời tạo vật chủ đế quân chấn thủ Chấn Thiên Quan đều từng muốn đi vào, nhưng chưa từng có ai vào được cả. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, lắc đầu nói. Thì ra là vậy, mở ra một vũ trụ hoàn toàn mới ư? Quả thật là hùng tâm bừng bừng, chứ là làm sao mở ra vũ trụ đây? Đột nhiên tân hỏa trong thức hải của hắn chợt lên tiếng. Nhạc tiêu tứ, vị tồn tại viễn cổ này không phải muốn khai mở một vũ trụ hoàn toàn mới đâu, mà là muốn mở ra thế giới không có khả năng. Sao? Mở ra thế giới trong truyền thuyết kia sao? Trong lòng Trung Nhạc chấn động, tân hỏa gật đầu nói. Đế quân và tạo vật chủ không vào được tòa đế phủ này là đúng rồi, bởi vì tòa đế phủ này thoạt nhìn rất gần, trên thực tế là khảm nạm giữa tử vi với thế giới không có khả năng kia. Bọn họ sao có thể đi vào được? Vị tồn tại mở ra Chấn Thiên Quan này cũng đã rất giỏi rồi, có thể làm được bước này, sợ rằng cũng không chút thua kém các đời tiên hoàng, địa hoàng, thậm chí nói không chừng còn muốn cao hơn một hai phân kìa. Tân Hóa, vậy người có biện pháp nào tiến vào tòa đế phủ kia không? Trung Nhạc hỏi. Không có. Tân Hóa vô cùng dứt khoát nói. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tòa Chấn Thiên Phủ này phảng phất như đang ngăn chặn thanh thiên. Trong lòng đột nhiên khẽ động. Tòa đế phủ này không phải là ngăn chặn thanh thiên của tinh vực Chấn Thiên này, mà là ngăn chặn bầu trời của toàn thể tinh vực tử vi. Tòa Chấn Thiên Phủ này là để ở trên tinh vực tử vi. Hắn càng nhìn càng thấy giống. Từ nơi này nhìn lên, Chấn Thiên Phủ đặt trên thiên không tinh lục Chấn Thiên. Nhưng nếu thật sự như thế, vậy có thể bay lên phía trên Chấn Thiên Phủ, từ phía trên nhìn xuống tòa đế phủ này. Mà nếu tòa đế phủ này chấn phía trên toàn thể tinh vực tử vi, vậy thì vĩnh viễn cũng không có khả năng bay tới trong Chấn Thiên Phủ. Cho dù là đế quân cũng không thể làm được. Muốn nghiệm chứng ý niệm này của hắn cũng rất đơn giản, đó chính là bay lên. Trung Nhạc lập tức bay lên thẳng lên không trung, bay về phía tòa đế phủ kia. Tốc độ của hắn nhanh tới mức nào đây? Thế nhưng qua một hồi lâu sau, tòa Chấn Thiên Phủ này vẫn còn ở trên đỉnh đầu của hắn, không thể tiếp cận. Trung Nhạc không ngừng bay lên, cảm thấy chính mình cách Chấn Thiên Phủ càng lúc càng gần, nhưng thủy chung vẫn không cách nào tiếp cận tòa đế phủ này. Trôi qua mười mấy ngày, hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy tinh lục Chấn Thiên và tinh hà vần quanh tinh lục đã trở nên cực kỳ nhỏ bé. Quả nhiên là vậy, tòa Chấn Thiên Phủ này đồng dạng với tòa Ngọc Sơn trong suốt trong cổ địa vực thần tàng kia. Bề ngoài nhìn như không cao, thật ra là ở trong một không gian khác. Bất quá vị tồn tại kiến tạo Chấn Thiên Phủ này không thể so với hậu thổ nương nương, không thể triệt để đánh Chấn Thiên Phủ vào thế giới không có khả năng kia được. Hắn nhanh chóng bay trở về, đáp xuống bên trong hùng quan. Tòa đế phủ này rất cổ quái, hẳn là đồng dạng với tòa Ngọc Sơn trong cổ địa vực thần tàng kia. Từ những địa phương khác, bất luận thế nào cũng không thể lên núi, chỉ có đi tới dưới chân núi mới có thể leo lên núi thôi. Mà nơi này tất nhiên cũng là như vậy, từ bất kỳ địa phương nào khác cũng không thể tiến vào Chấn Thiên Phủ. Duy chỉ có từ mảnh đại lục này mới có khả năng tiến vào trong Chấn Thiên Phủ. Như vậy con đường này rút cuộc ở đâu đây? Những địa phương khác căn bản không thể nhìn thấy tòa thần phủ này, duy chỉ có nơi đây mới có thể thấy được. Điều này nói rõ con đường tiến vào đế phủ quả thật là ở nơi này. Bất quá từ xưa tới nay cũng chưa từng có người tiến vào tòa đế phủ này, chỉ sợ con đường này cũng không dễ tìm. Lúc này đám người Xích Tùng đã luyện ra được 8 cái Lôi Hoang Thiên Lô, cộng thêm cái lúc trước Trung Nhạc đã luyện thành kia, tổng cộng là 9 cái. Trung Nhạc lại triệu tập 9 vị thủ lĩnh, truyền thụ cho bọn họ phương pháp luyện chế một tòa môn hộ, để cho bọn họ lui xuống, mỗi người đều triệu tập 100 vạn tần ma luyện chế ra một tòa môn hộ. Đám người Xích Tùng binh nhung cũng đều không hiểu,
mỗi người chỉ đành triệu tập các thần ma dưới trướng tiếp tục chế tạo thần binh. Trung Nhạc lại hiệu triệu lão thần binh kia tới do hỏi: trong chấn thiên quan này có gì dị thường không? Khắp nơi đều là dị thường. Lão thần binh kia mỉm cười nói: quân vương có chỗ không biết rồi, chấn thiên quan chúng ta là địa phương lừng lẫy nổi danh dị thường, thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh tượng thời kỳ viễn cổ. Sao, cảnh tượng thời kỳ viễn cổ ư? Trung Nhạc nghi hoặc hỏi lại. Đúng vậy, hơn nữa lời đồn còn nói thậm chí là trước thời đại hòa kỷ nữa kìa. Lão thần binh kia giải thích. Lần đầu tiên ta nhìn thấy những cảnh tượng kia vẫn là sự tình hơn trăm năm trước đấy. Lúc đó ta cũng bị dọa cho sợ hết hồn, còn tưởng rằng các thần vương thời kỳ viễn cổ đã phục sinh rồi kìa. Trước thời đại hòa kỳ sao? Trung Nhạc nhất thời kinh nghi bất định. Trước thời đại hòa kỳ đối với hắn hoàn toàn là một mảnh trống rỗng. Trong ấn tượng của hắn, lịch sử chỉ có từ thời đại hòa kỳ, địa kỳ cho tới thời đại thần kỳ hiện tại. Chẳng lẽ trước thời đại hòa kỳ cũng có văn minh sao? Sự kiện dị thường trong chấn thiên quan xảy ra vô cùng thường xuyên. Chỉ cần quân vương lưu lại nơi này đủ lâu, nhất định sẽ có phát hiện. Lão thần binh kia nói, Trung Nhạc gật đầu. Sự kiện dị thường trong chấn thiên quan khẳng định có quan hệ với tòa chấn thiên phủ trên đỉnh đầu bọn họ. Nếu có thể phá giải được những sự kiện dị thường này, nói không chừng có thể tìm ra được con đường tiến vào chấn thiên phủ. Đột nhiên, thần tướng canh gác của cửa thành chợt báo lại nói. Chủ công, bên ngoài có một đội sứ giả tới. Nó là sứ giả của Phì Di thần tộc ở phụ cận, tới đây thăm viếng chủ công. Nhanh như vậy, đã tới rồi sao? Mời vào đi. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, quay sang nói với Âm Phiền Huyên. Phu nhân, chúng ta cùng đi gặp sứ giả của Phì Di thần tộc này nào. Âm Phiền Huyên gật đầu mỉm cười nói. Phu quân, đã sớm đoán được bọn họ sẽ tới sao? Trung Nhạc và nàng cùng nhau đi tới quân vương điện. Hắn mỉm cười nói. Phỉ Di thần tộc là một thần tộc dưới trướng Tiên Thiên Cung, cách nơi này không xa. Không chỉ Phỉ Di thần tộc sẽ tới, mười mấy thần tộc ma tộc dưới trướng Tiên Thiên Cung còn lại cũng đều sẽ tới đây. Ngoại trừ bọn họ, còn có đám thần tộc ma tộc dưới trướng những thế lực khác nữa ở phía trước chấn thiên quan kia cũng sẽ phái ra sứ giả. Về phần ý đồ tới của bọn họ là thiện hay là ác, vậy thì không thể nói trước được rồi. Là thiện hay ác ư? Âm Phiền Huyên có chút không hiểu. Thần tộc ma tộc dưới trướng đế quân cũng sẽ có ác ý hay sao? Trung Nhạc không đáp. Hai vợ chồng ngồi trên vương tọa của quân vương điện. Trong điện vắng tanh vắng ngắt. Một lúc sau chỉ thấy một tôn thần hoàng dẫn theo rất nhiều thần nhân Phì Di thần tộc đi vào trong điện, nhao nhao không người thi lễ. Phì Di thần tộc đầu rắn thân người, đuôi rắn, nhưng lại có tới hai cái đuôi rắn, giống như hai chân trượt đi trên mặt đất. Chủng tộc này trời sinh khống hỏa, không phân cao thấp với trọng lê thần tộc. Tôn thần hoàng Phì Di thần tộc kia liếc nhìn bốn phía một cái, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên đối với sự quạnh quẽ ở nơi này có chút không ngờ được. Nhạc Vi Phong của Phì Di thần tộc bái kiến Dịch quân vương, bái kiến nương nương. Tôn thần hoàng Phì Di thần tộc kia không người thi lễ, mỉm cười nói. Dịch quân vương đường xa mà tới, bôn ba mệt nhọc, vô cùng khổ cực. Ta phụng mệnh lệnh của tộc trưởng dâng lên một ít điểm tâm ý của Phì Di thần tộc. Trung Nhạc mỉm cười nói. Ba hoàng của Phì Di thần tộc thật sự quá khách khí rồi. Người đâu, mau nhận lấy lễ vật đi, ban tòa. Ngoài điện có hai thần binh phục khi tiến vào nhận lễ hạ lễ. Nhạc Vi Phong ngồi xuống, đảo mắt quan sát khắp nơi, mỉm cười nói. Dịch quân vương thật ra rất kham khổ. Ta cũng nghe được lần này Dịch quân vương tới đây xuất lĩnh theo ít binh mã. Nếu quân vương có nhu cầu gì, Phì Di thần tộc ta nguyện ý dốc lực tương trợ. Trung Nhạc cười hăng hắc nói. Người thật ra là tin tức linh thông. Bất quá lần này ta tới đây chỉ mang theo trăm vạn thần ma. Thật ra chỉ là thủ thuật che giấu tai mắt người khác thôi, cố ý dụ dỗ thế lực đối địch mắc lừa. Thật không dám giấu, lần này ta mang tới tổng cộng 5.000 vạn thần ma. Âm Phần Huyên ngồi một bên đột nhiên nói nhỏ. Phu quân, chúng ta không phải chỉ mang tới có trăm vạn. Trung Nhạc trừng mắt nhìn nàng một cái. Âm Phần Huyên vội vàng im miệng. Nhạc Vi Phong vạn phần bội phục, mỉm cười nói. Quân vương quả nhiên là quỷ thần khó lường. Trung Nhạc mỉm cười trả lời. Trung Nhạc mỉm cười nói. Vốn dĩ cũng muốn lưu ngươi lại làm khách mấy ngày, chỉ là ta vừa mới tiến vào nơi đây, trăm chỗ ngổn ngang cần kiến thiết, không rảnh khoản đãi.
Nhạc Vi Phong hội ý, đứng lên nói: Vi Phong không quấy rầy quân vương và nương nương nữa vậy, xin cáo lui trước. Trung Nhạc sai người tiễn hắn trở về. Không qua bao lâu, lại có thần tướng báo cáo nói: Chủ công, sứ giả của Chiêu Hoài thần tộc cầu kiến. Mời vào. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên ngồi ở trên điện tiếp kiến sứ giả của Chiêu Hoài thần tộc. Người tới cũng là một tôn thần hoàng. Sau khi dâng lên hạ lễ, hắn mới lên tiếng: Dịch quân vương khổ cực rồi, chỉ là trăm vạn thần ma nghĩ muốn bảo vệ tòa trấn thiên quan này, chỉ sợ có chút không dễ đâu. Chiêu Hoài thần tộc ta có tinh binh cường tướng, nguyện ý trợ giúp quân vương bảo vệ tòa hùng quan này. Trung Nhạc cười hăng hắc nói: À, hãy nói, ta chỉ có trăm vạn thần ma, thật không dám giấu. Lần này ta mang tới tổng cộng 6.000 vạn thần ma. Trăm vạn thần ma chỉ là che giấu tai mắt người khác thôi. Âm Phần Huyên đột nhiên nói nhỏ: Phu quân, chúng ta không phải chỉ mang tới trăm vạn thần ma. Trung Nhạc trừng mắt nhìn nàng một cái. Âm Phiền Huyên vội vàng im miệng. Không qua bao lâu, Trung Nhạc sai người tiến đưa sứ giả của Chiêu Hoài thần tộc. Sau đó sứ giả của Sơn Hồn ma tộc lại tới. Trăm vạn thần ma chỉ là che giấu tai mắt người khác thôi. Lần này ta mang tới tổng cộng 7.000 vạn thần ma. Phu quân, vừa rồi người mới nói là 6.000 vạn. Sứ giả của Sơn Hồn ma tộc vừa đi, sứ giả của Mạnh Hòe thần tộc lại tới. Lần này bản vương mang tới 8.000 vạn thần ma. Phu quân, rõ ràng chỉ có 100 vạn. Tiếp theo chính là Trường Thừa thần tộc, Nanh tộc, Bào Hào ma tộc. Dần dần đã có hơn 30 thánh địa phái sứ giả tới đây thăm viếng. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên nhận lấy hết thảy hạ lễ, sau đó tiễn đưa đám sứ giả này về. Rốt cuộc tất cả các thánh địa to to nhỏ nhỏ xung quanh trấn thiên quan đều đã tới thăm đầy đủ. Âm Phần Huyên mỉm cười nói: Phu quân, người nói kẻ nào sẽ tới đây tấn công đầu tiên đây? Trung Nhạc vung tay lên, từng sợi tơ nhân quả xuất hiện, mỉm cười nói: Bất luận là kẻ nào tới tấn công trấn thiên quan, ta cũng đều khiến cho hắn có tới mà không có về. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, đi ra quân vương điện quan sát trăm vạn thần ma luyện bảo. Chỉ thấy đám thần lô hỏa quang trung thiên, từng tòa môn hộ dựng thẳng trong lò lửa. Vô số thần ma để mình trần, tay cầm đại chùy gõ gõ đánh đánh, làm đến khí thế ngất trời. Đám môn hộ này đã thành hình, còn có một đám thần ma đang lạc ấn hoa văn đồ đằng lên trên môn hộ. Lại qua 6-7 ngày, 8 tòa môn hộ đã luyện thành. Trung Nhạc lập tức lệnh cho chư thần đưa 8 tòa môn hộ tới trên thành lâu của 4 thành môn cùng với 4 góc thành. Trung Nhạc leo lên Chu Tức môn, tâm niệm vừa động, thôi động uy năng của tòa môn hộ này. Chỉ thấy nguyên tử thần quang và tinh quang trong tinh hà giống như nước chảy vậy, từ bốn phương tám hướng đổ tới, hội tụ vào trong môn hộ. Dần dần trong môn hộ bắt đầu lan tỏa quang mang. Hắn lại đi về phía góc thành tây, kích phát tám môn hộ ở nơi đấy, lại đi tới bách cổ môn, kích phát môn hộ trên thành lâu. Qua không bao lâu, toàn bộ 88 môn hộ đều đã được kích phát, tinh lực và nguyên tử thần quang tuôn trào cuồn cuộn tiến vào trong 8 tòa môn hộ. Trung Nhạc đi vào tòa môn hộ tại Thanh Long môn, sau một khắc đã xuất hiện trong thành lâu bạch cổ môn, gật đầu mỉm cười nói: Hiện tại trăm vạn thần ma đã có thể bảo vệ tòa hùng quan này rồi, bây giờ phải xem một chút có cường giả cấp đế quân tới đây hay không. Âm Phần Huyên mỉm cười nói: Nếu có đế quân tới công thành thì sao? Nếu có đế quân tới công thành, chúng ta bỏ thành đào tàu là được. Trung Nhạc mỉm cười nói: Lại nói, tòa hùng quan này không phân chia ngày đêm, chính là một tòa thành không ngủ, tinh hà không ngừng rọi sáng bốn phía. Trong lòng Trung Nhạc chật động, nhìn đám tân nhân quả một cái, mỉm cười nói: Độc cốc ma tộc đã tới rồi. Ồ, Phì Di thần tộc cũng tới, còn có Hiêu tộc, Chư Hoại thần tộc, Nanh tộc. Xem ra cái đám gia hỏa này đều muốn lập đại công rồi. Sâu trong tinh không, Phì Di thần tộc Nhạc Vi Phong cười nói với một lão giả: Lão tổ, lần này bắt được trấn thiên quan có thể nói là một kiện tuyệt thế công lao. Hiện tại trấn thiên quan đang do Dịch quân vương trấn thủ. Dịch quân vương khinh suất, không ngờ chỉ mang tới trăm vạn thần ma. Bắt được trấn thiên quan đối với Phỉ Di thần tộc ta chính là dễ như trở bàn tay. Chỉ là làm như vậy đã phản bội Tiên Thiên Đế quân, chỉ sợ Phỉ Di thần tộc chúng ta cũng sẽ không chịu nổi đâu. Vô phương. Ba Hoàng, lão tổ của Phỉ Di thần tộc cười ha hả nói: Bắt được trấn thiên quan đối với Thiên Đế chính là công lao to lớn. Chỉ cần lấy được cái công lao này, Thiên Đế ban thưởng sẽ nhiều hơn Tiên Thiên Đế quân gấp trăm lần. Hơn nữa Thiên Đế cũng tuyệt sẽ không ngồi yên nhìn Tiên Thiên Đế quân giết chúng ta, nhất định sẽ vững vàng bảo hộ chúng ta.
dù sao chúng ta cũng là thần tử có công. Các Hải Nhi, nghe hiệu lệnh của ta, đánh hạ Chấn Thiên Quan cho ta. Vô số cường giả Phỉ Di thần tộc la hét rung trời, nhao nhao phóng vọt về phía Huyền Vũ Môn của Chấn Thiên Quan. Cửa Huyền Vũ Môn sớm đã khép kín, ngoài cửa thành chính là Tinh Hà. Chỉ thấy Tinh Hà ào ào ba động, cuốn không biết bao nhiêu cường giả Phỉ Di thần tộc vào trong dòng sông, hài cốt không còn. Tâm niệm ba hoàng khẽ động, đột nhiên biến thành nguyên hình là một con đại xà, một đầu hai thân. Cái đầu đại xà xoạt một tiếng, cắn lên trên thành lâu, hai cái đuôi khắc bên ngoài Tinh Hà. Vô số Phỉ Di thần tộc leo lên thân hình khổng lồ của hắn, chạy nhanh về phía Huyền Vũ Môn, cao giọng thét to, tiếng giết rung trời. Bên ngoài ba cửa thành còn lại cũng có rất nhiều lão tổ thần tộc, ma tộc giết tới. Chấn Thiên Quan nhất thời lâm vào nguy cơ. Nhưng lúc này Trung Nhạc trên thành lâu chân đạp tiên thiên thần ma thái cực bắt trận đồ, thân thể nhô lên càng lúc càng cao. Hắn đột nhiên rút đao chém thẳng về phía ba hoàng, một đao rơi xuống, tôn tạo vật chủ này đầu thân hai nơi, thân tử đạo tiêu. Vô số cường giả Phỉ Di thần tộc trên lưng hắn nhất thời bị Tinh Hà bao phủ, toàn bộ táng thân trong Tinh Hà. Trung Nhạc cất bước đi tới, tiến vào trong Tinh Môn, sau một khắc đã xuất hiện tại Bạch Cổ Môn, giơ đao chém xuống, một đao chém chết lão tổ Nanh tộc. Sau đấy thân hình lóe lên, một lần nữa biến mất, chỉ thấy thân ảnh của hắn liên tục chấp động trong từng tòa Tinh Môn. Đao quang bốn phía, Chấn Thiên Quan lóe lên vô cùng kinh diễm, từng cái đầu thật lớn nhao nhao rơi xuống. Dịch Quân Vương! Một tiếng gầm lớn vang lên, chỉ thấy lão tổ của Chiêu Hoài ma tộc hiện ra nguyên hình, đầu bò, bốn sừng, thân thể khổng lồ nhanh chóng di chuyển, leo qua Tinh Hà. Trên lưng là vô số cường giả của Chiêu Hoài ma tộc, hai tay hắn cầm tam xoa kích, hung hăng đâm về phía Trung Nhạc. Đoang một tiếng, đao quang va chạm với thanh tam xoa kích kia, thanh tam xoa kích nhất thời bị chém đứt làm đôi, rơi vào trong quan. Bảo vật cấp đế quân, bảo vật tiên thiên nữ! Lão tổ Chiêu Hoài ma tộc kinh hô thất thanh, sau đó cái đầu hắn cũng bay lên, rơi xuống dòng Tinh Hà. Một lúc sau, tiếng hô giết dừng lại, Trung Nhạc thu đao, trận đồ dưới chân tản đi, trăm vạn thần ma đứng sừng sững trong bát trận đồ. Thu binh, nghỉ ngơi nào! Trung Nhạc trầm giọng nói, tương lai ta sẽ mang theo các ngươi đi bình định toàn bộ thánh địa phụ cận. Trong Chấn Thiên Quan hoàn toàn yên tĩnh, 8.000 phục khi cùng với trăm vạn thần ma quan sát bốn phía, trong lòng vạn phần kinh hãi.